Kính thưa toàn thể vị và ngay thời giờ này, xin quý vị cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào đón sự có mặt của tiếng hát Lê Đủ sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, bài hát được mang tên 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Và sau tiếng hát của Lê Đủ là tiếng hát của Kiều Oanh chuẩn bị. Ủa sao nó bị khạc khạc gì Nguyễn? Nguyễn ơi. Hôm sớm mai mong đợi mua bán trơn trơn.
đẹp như màu xanh nước Cù Long. Còn ba 20 năm từ đây nhắn gửi nhau vững dây cùng chôn cất tấm tươi hoài. Còn ba 20 năm từ đây nhắn gửi nhau vững dây cùng chôn cất tấm. Xin hát ạ. Sao tự nhiên tới giờ này